gửi dịu dàng. Và lời bài hát Chiếc Khăn Xanh, nhạc Nga thật là sâu lắng và ấm áp giữa tình đồng chí, tình bạn và có đôi lúc là tình yêu. Và đó là ngày hôm nay, là lý do gắn kết chúng ta lại với nhau với một chương trình gala nhiều màu sắc trong buổi tối ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho tình cảm tuyệt vời của tất cả các anh chị đang hiện diện ở đây. Và kính thưa các anh chị thân mến, để cho bữa tiệc ngày hôm nay chính thức được bắt đầu, sau đây thì xin được trân trọng kính mời anh Đào Nguyên Hưng, Chủ tịch Hội cùng bước lên vị trí lễ đài ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Và anh Hưng cũng sẽ có những lời phát biểu, những lời chia sẻ, những lời nhắn gửi gửi đến tất cả các anh chị ở đây. Xin được trân trọng kính mời. Rất là vui và rất là xúc động khi gặp được rất nhiều các bạn, các anh cùng các em. Có thể nói có nhiều người mình từ lúc ra trường đến bây giờ 15 năm, hôm nay mới có dịp gặp lại. Thì thường đề nghị thế này, tức là nhân dịp để chào mừng tất cả thành viên của sinh viên UFA gặp mặt, đặc biệt là chào mừng các bạn từ rất là xa. Hôm nay có bạn sĩ đến từ Hà Nội đến trường. Chưa tới gọi là. Có các bạn Hương, bạn Thủy đến từ miền Trung xa xôi. Tất nhiên có rất nhiều bạn đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và phần lớn các bạn là đến từ thành phố biển Vũng Tàu. Thì đề nghị chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn để chào mừng tất cả các bạn đến gặp mặt với chúng ta ngày hôm nay. Xin quay lại lịch sử một tí, tức là khoảng thời gian này 21 năm về trước thì khóa đầu tiên là khóa của anh Nhân, rồi anh Hải. Không, đấy là giai đoạn sau. Còn giai đoạn về trước nữa, đâu đấy năm 90 thì cũng có một số sinh viên Việt Nam học ở trường UFA nhưng mà số lượng không nhiều. Thế thì bắt đầu từ cái khóa năm 98 của anh Nhân, anh Hải, anh Khang, anh Huỳnh, sau đấy thì đến khóa của Hưng là năm 99. Và đến bây giờ là tính ra đã là đúng 15 năm ngày khóa 99 ra trường, và khóa của anh Nhân là đúng 16 năm. Và sau đấy thì cũng có rất nhiều các bạn sinh viên được tập đoàn, được Vietso Petro gửi đến học ở Liên bang Nga, học ở trường UFA. Và mới nhất là ra trường năm 2019, tức là học năm 2015 và ra trường năm 2019. Thì thực sự mà nói, để tổ chức được cái buổi ngày hôm nay thì rất cảm ơn các thành viên trong ban liên lạc. Hưng thì đóng góp không nhiều, nhưng mà thành viên trong ban liên lạc, đặc biệt là bạn Thế Anh, đã rất là nhiệt tình trong ban tổ chức kêu gọi, và cũng không ngờ rằng là chúng ta tụ họp đến gần 100 người đầy đủ, và đây là có thể nói là lần đông đủ nhất từ trước đến nay. Xin chào bác sĩ nhá. Thành viên duy nhất của thủ đô Hà Nội đến tham gia của chúng ta này. Chị chưa bao giờ gặp nhau. Có những khóa, ví dụ khóa từ những năm Hưng 3-4 năm trở về sau thì mọi người biết nhau rất nhiều. Nhưng mà còn sau đấy những khóa từ 2000 trở đi ấy, thì 2010 trở đi thì có thể nói hôm nay là buổi có rất nhiều người là gặp mặt lần đầu tiên. Thì cũng xin không tốn nhiều thời gian của tất cả các anh chị em. Buổi tối ngày hôm nay sẽ là dịp để chúng ta làm quen, trao đổi, và cũng là cái bước đệm để chúng ta tiếp tục xây dựng cái tập thể sinh viên UFA ngày càng lớn mạnh trong tương lai. Thế thì xin ban tổ chức chúng ta rót đầy ly, ai có bia thì uống bia, ai có rượu thì uống rượu, và chuẩn bị hô 1, 2, 3 thì chúng ta nâng ly và bắt đầu khai mạc buổi tiệc hôm nay. Thôi nhá. Thank you.
broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of destiny. Don't give it up. You can keep your heart, don't.
sometimes.